Sau gần hơn 2 năm khởi quay và sản xuất thì cuối cùng bộ phim Bão Ngầm cũng được ra mắt khán giả cả nước. Đây là bộ phim hình sự nói về cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm của đạo diễn Đinh Thái Thụy và biên kịch là tiến sĩ Đào Trung Hiếu. Bão Ngầm là dự án phim truyền hình dài 45 tập được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do trung tá nhà văn Đào Trung Hiếu chấp bút. Nội dung câu chuyện kể về hành trình điều tra khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Vào vai một đại úy cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nằm vùng, diễn viên Hà Việt Dũng là nhân vật xuyên suốt bộ phim. Vai diễn này của anh được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đây là một bộ phim mà đột phá đối với bản thân Dũng về hình tượng, về diễn xuất. Và đây là một bộ phim những cái pha hành động và trong phim thì nó lại mang tính võ thuật đặc thù là võ cổ truyền nhất nam. Thế là mình đã phải học về cái hình mẫu trinh sát, vừa học về võ thuật để làm sao mình biến hóa cho cái nhân vật nó đúng nhất. Đấy. Rồi ngoài ra thì cái bộ phim này là một bộ phim mà cái quá trình quay nó dàn trải suốt một năm. Nó luôn mình phải giữ làm sao cho nó đúng với cái rắc co, cái vóc dáng, từ người, cái nhịp diễn. Cho nên là một bộ phim dài hơi như thế thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố. Trong bộ phim này thì thực sự là nó gây cho Hà Hương rất nhiều những cái suy nghĩ về nội tâm. Bởi vì nội tâm nhân vật là những cái gì đó nó biến đổi một cách không ngừng và hầu như là Hà Hương không phải thoại. Thế nhưng mà những cái đóng góp thầm lặng của những cái người phụ nữ ở đằng sau người đàn ông của mình thì Hà Hương mong muốn rằng là mình đã lột tả được những điều như vậy. Sao? Chuyến này định nhờ anh vận chuyển bao nhiêu? 2.000 cái. Bộ phim được xây dựng với tiết tấu nhanh, những tuyến truyện đan xen chặt chẽ, đảm bảo tính hấp dẫn, logic đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn của lực lượng công an, mà còn đề cập đến một cuộc chiến nội tâm của người lính khi đứng trước những sự lựa chọn trung thực hay giả dối, liêm chính hay tha hóa, phụng công hay tư lợi. Điểm khác biệt của Bão Ngầm với các bộ phim hình sự khác là tính chân thực, chạm tới đáy nhất về người lính hình sự. Bộ phim có 45 tập với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải, Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi và nhiều diễn viên khác. Không có vùng cấm. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu của đồng đội. Em bị bán rẻ với mối tình đó hay sao? Thả thằng Tòng thì sống, không thả thì chết. Dẹp hết cái đám giặc cỏ này. Bố mày mới có thể mỉm cười nơi chín suối.